kiếp trước mắc nợ thiên hạ quá nhiều, kiếp này đương nhiên phải trả lại cho người. Cái chết tựa như lúc chúng ta rời khỏi quán trọ trong một chuyến du lịch. Dù có lưu luyến nơi này đến mấy, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đời người cũng tựa như một dòng sông cuộn trôi không ngừng. Tất cả mọi thứ trong dòng sông ấy thoáng hiện rồi biến mất, tựa như ảo ảnh. Người ta bảo, đời người nào khác gì những khán giả ngồi trong một sân khấu kịch, đưa mắt dõi theo một vở kịch. Khi hiểu được đời người như một sàn diễn, chúng ta tự nhiên sẽ đặt ra câu hỏi, làm thế nào để thoát khỏi vở diễn ấy? Có phải là do tùy duyên bất biến? Duyên phận do con người tạo ra, người này muốn kết giao với người kia bèn mở miệng cười và cất tiếng chào, thế là một mối nhân duyên mới được tạo ra. Nếu suốt ngày bạn đơ cái mặt thì làm sao ai kết duyên cho được? Bản thân của mối nhân duyên ấy ban đầu là không tính. Nhân duyên tốt hay nhân duyên xấu cũng do các bạn tự cảm nhận. Nếu đó là mối nhân duyên vợ chồng, càng khiến bạn phải bận tâm hơn khi nó tốt hoặc xấu đi. Khi mối nhân duyên xấu đi và bạn cảm thấy luôn đau khổ là do bạn chưa thể chém đứt được quá khứ, chém đứt được tương lai. Chúng ta dựa vào kinh nghiệm của quá khứ để phán đoán sự việc, nhưng kỳ thật bản thân của sự việc không hề nói với chúng ta rằng nó là tốt hay xấu như thế nào. Tất cả được quyết định bởi kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta. Những loại kinh nghiệm này thường bán rẻ chúng ta, vì khi chúng ta rảnh rỗi ngồi nghĩ ngợi lung tung, loại kinh nghiệm quá khứ này sẽ không ngừng nổi hiện trong đầu óc, quấy nhiễu chúng ta, khiến chúng ta loạn trí. Trong video tuổi hợp vợ chồng và nhân quả, tôi đã ví dụ một người phụ nữ đã ly hôn vẫn luôn rất hận người chồng trước của mình, không chấp nhận sau khi ly hôn mọi chuyện giữa hai người hoàn toàn kết thúc. Cô cứ không ngừng nghĩ đến người chồng trước của mình, kết quả là nỗi oán hận ấy chiếm hết cả quá khứ của cô ấy, chiếm luôn hiện tại và chiếm cả tương lai, cho đến khi nào cô ta có thể tự buông bỏ, không còn nghĩ về người chồng trước của mình nữa, hoặc cho đến ngày cô ấy từ giã khỏi đời mới thôi. Có phải chăng người như vậy đã bị cuốn vào vai diễn của cuộc đời của mình mà không biết cách thoát ra? Thật vô cùng bất hạnh nếu vào thời khắc trước khi qua đời, cô gái ấy vẫn không thể buông bỏ nỗi oán hận với người chồng cũ của mình. Linh thức của cô ấy sẽ kéo người chồng ngày trước, khiến cô ấy mang hận đầu thai. Với người mang nỗi oán hận, mỗi ngày trong lòng họ đều đeo một hình tượng rất là xấu xa, đáng ghét. Hình tượng ấy khiến họ bị đọa xuống ba đường ác, khiến đời sau không thể đầu thai vào một nơi tốt đẹp. Người càng thù hận, khi đến chết, linh quan sẽ càng trầm tích, càng dễ biến thành dã thú, vì bản thân của dã thú là tàn bạo, là không ngừng tranh đoạt, lấy mạnh hiếp yếu. Do vậy, người mang trong lòng thù hận nhất định đầu thai thành dã thú. Nếu bạn vẫn đang oán hận một ai đó, tôi chân thành khuyên, ngay bây giờ hãy thoát khỏi tội chứng ấy. Hơn nữa, một linh thức chứa đầy oán hận, ánh sáng mà nó nhận được chỉ là ánh sáng của sự thù hận. Khi một người phụ nữ bị buộc phải ăn nằm với một người đàn ông cô ta không có tình cảm, trong tim chứa đầy thù oán. Ánh sáng do hai người phát ra trong lúc giao hợp cũng chứa đầy thù hận. Kết quả là linh thức chứa đầy thù hận ấy tự nhiên sẽ đầu thai vào mình một người phụ nữ đang oán hận. Hai linh thức cùng tần số sẽ giao nhau, và khi đó đứa bé được sinh ra do sự đầu thai của linh thức phải sống trong một gia đình kém may mắn, không nhận được sự giáo dục êm ấm và tốt đẹp của những gia đình bình thường. Do vậy, không nên để cho đầu óc của mình thường xuyên tích tụ quá nhiều hạt giống phẫn nộ. Ngược lại, nếu chúng ta tích trữ cho mình những hạt giống quang minh của sự vui vẻ và sự tha thứ, linh thức sau khi chết tự nhiên sẽ phát ra hào quang của niềm vui và sự an hòa. Một cặp đôi yêu thương nhau, hào quang phát ra trong lúc giao hợp sẽ chứa đầy niềm vui và an hòa. Hai luồng hào quang này sẽ thu hút nhau một cách hết sức tự nhiên, hai hợp thành một. Thế là linh thức ấy sẽ được đầu thai vào một gia đình hết sức là viên mãn, nhận được sự giáo dục gia đình rất là tốt. Nghe đến đây, một số người nhất định sẽ nghĩ,
Vậy chỉ cần từ đây về sau tôi cố gắng làm điều thiện là được rồi. Thực ra cách nghĩ như vậy chưa hoàn toàn là đúng. Tư duy nhà Phật không thể so sánh với quan niệm về thế tục. Nhà Phật cho rằng làm người phải không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Do vậy, muốn vượt qua được sinh lão bệnh tử khổ, Phật Tổ đã dạy cho chúng ta buông bỏ cả khái niệm về cái thiện. Đương nhiên, cảnh giới ấy có vẻ quá xa xôi với người trần tục của chúng ta. Nếu mọi người muốn đầu thai trong một gia đình tốt đẹp, kể từ hôm nay hãy nghĩ đến việc thiện. Mong muốn phần đời sau còn lại sống trong cảnh tốt đẹp, hãy bắt đầu tích trữ quả tốt ngay từ hôm nay. Người có thể vượt lên trên ngoại vật chính là vị khán giả hiểu được những gì diễn ra trước mắt chỉ là một vở kịch. Người không thể vượt lên trên ngoại vật sẽ bị kéo lên sàn diễn, đảm nhiệm một vai diễn trong vở kịch đó, đóng một vai diễn đau khổ về tiền bạc và danh lợi. Một người có trí tuệ, họ hiểu rằng mình đang tham gia một vở kịch, họ sẽ không đặt hết tâm trí của mình vào trong đó. Một khi bức màn sân khấu khép lại, anh ta hoàn toàn có thể quay về bản tính của mình. Nhưng đối với kẻ thậm chí không biết mình đang tham gia một vở kịch, anh ta sẽ đặt hết tâm trí tình cảm của mình vào vai diễn, đến nỗi đánh mất bản tính vốn có của mình mà không sao tự chủ lại được. Đến cuối cùng, cái chết là sự chuyển đổi của một con người từ sàn diễn này sang sàn diễn khác trong một vai trò diễn viên mới. Ở sàn diễn này, nhân vật đó đã chết, nhưng ở sàn diễn khác, anh ta được xem là một nhân vật chỉ vừa bước lên sân khấu. Do vậy, cái chết chẳng có gì là bi ai, là đáng sợ. Cái chết không phải là sự kết thúc hoàn toàn của một sinh mệnh, nó chỉ là sự chuyển đổi của thân xác. Tuy đã chết nhưng linh thức vẫn tồn tại, chỉ có vật chất đang chuyển dời mà thôi. Làm thế nào để thoát khỏi vai diễn đau khổ? Để có thể đảm nhiệm được một vai diễn tốt, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của yếu tố nhân quả. Kiếp trước mắc nợ thiên hạ quá nhiều, kiếp này đương nhiên phải trả lại cho người bằng tiền bạc, tuổi thanh xuân và cả niềm khoái lạc. Muốn thoát khỏi nghiệp lực, phải quản kết thiện duyên, lễ bái sám hối. Quản kết thiện duyên là bồi dưỡng phước phần. Đối với một người tu tâm, quản kết thiện duyên là con đường quan trọng để bồi dưỡng phước tuệ. Do vậy, mỗi khi đến Phật đường, chúng ta nguyện nhất định phải giúp cho những người xung quanh nhận thức được bạn là ai. Nếu chỉ biết cho riêng mình thì không thể nào tu tập được, chỉ là nỗi đau khổ mà thôi. Muốn nắm bắt sàn diễn nhân sinh, ngay từ giây phút này, hãy lập tức hành thiền tu tâm, rửa sạch tội nghiệp trong quá khứ. Khi tội lỗi và nợ nần đã được trả hết, chúng ta có thể bắt đầu tích tụ được công đức, thay đổi tâm tính và vận mệnh của chính mình. Cuộc sống theo đó cũng được chuyển biến, sẽ tiếp nhận những ánh sáng của quang minh. Người tùy duyên phải bất biến là người biết vận dụng những giá trị hiện tại. Ví dụ tôi khuyên một gia chủ, hãy hành thiền, nghe pháp, học Phật. Anh ta bảo, nhà không có nơi ngồi thiền, không có bàn để hình Phật, không có internet để nghe pháp. Tôi khuyến nghị, bất kỳ nơi nào, thậm chí ngồi tại chỗ ngủ, không cần tượng Phật, chỉ cần một bức ảnh Phật. Vì vậy, trên con đường tu tập cho tâm định, hiểu được cuộc đời là một sàn diễn, tâm đã định, không cần oán hận bất kỳ ai, vì với kết quả nào, người thiệt thòi nhất vẫn chính là bạn. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.